Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe mini thương hiệu Beton, hàng nội địa của Nhật. Và con xe này thì còn rất đẹp. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để các bạn cùng xem. Đây ạ. Đây cái bộ đầu của nó đây. Này inox này. Inox này, nhôm này. Đây ạ. Tay đè ấy đây, tay đè cái giò nước này. Tay đè đời cao nhất của cái Shimano Nessu này. Đó, 3 số thanh tách. Khóa cổ nha. Đó, xe này sẽ khóa cổ này. Khóa cổ Beton, khóa truyền. Cái này thì các bạn để ý nha. Có loại thì đá chống nhưng loại này là khóa truyền. Khi mình khóa cái khóa bánh này thì đồng thời nó khóa cái này luôn, khóa cổ luôn. Khóa này có tác dụng chống trộm. Đây này, cái logo Beton này. Đây, cái đèn Beton đây. Lát mình sẽ test cái đây. Đèn LED nhé. Lát mình sẽ test cái đèn cho các bạn xem. Đây, đùm nhôm chính hãng Beton, đùm phát điện à, Beton đây. Cầm vành inox nhé. Cầm vành inox. Đó. Sơn con này thì tuyệt vời. Đây. Đó đây. Đây ạ. Cái con xe này còn rất mới nhưng mà cái tem Nhật của nó nhé, bị người ta chà bỏ hết ấy lên rồi. Chả hiểu sao mà người ta cạo bỏ hết cái số đi. Mới có phải xe đá không? Con này thì còn rất mới, nghĩ là xe đá. Đây ạ. Đây, bật nét cho các bạn xem cái nước sơn của nó này. Đây. Tem thì bị cạo, tem Nhật thì bị cạo mất trơn số rồi. Cạo xóa bằng số luôn, không có nhìn thấy cái gì trên. Đó, sườn đó. Mình quay cực kỳ kỹ cho các bạn xem. Con mini Beton cực đẹp. Đây. Chạy hộp sên nhé, hộp sên lành tít luôn, phẳng rang. Đây, hộp sên phẳng rang. Đó. Không cấn móp, cực đẹp luôn. Cái tấm bảo vệ này. Tấm che chắn bảo vệ giò, bảo vệ quần áo này là chính hãng Beton luôn, zin đét luôn. Đó. Đó. Đùm sau là Shimano Nessu như đây. Chữ nó hơi mờ đấy nhưng vẫn còn đọc được Shimano Nessu này, đó. Rồi, ba ga đây. Đèo hàng zin của Nhật đây. Rẻ inox zin của Nhật nha. Đây là Beton này. Đèn phản quang zin luôn. Đây đèn zin đây. Yên đây. Yên thì rất đẹp. Yên màu da bò này. Đó, ok. Đây mình ấy lại để các bạn xem cái nước sơn thật của nó đây. Đây là nước sơn của nó. Nó có vân cát này. Giống như cửa lực kim tuyến này. Đó, nó vân cát màu này, này. Cực đẹp luôn. Bây giờ mình test gắn lại tắt đèn và test cái độ trớn nhé. Xem nó
con xe này, con mới này thì cái chớn của nó thế nào. Xe mình nhắc lại các bạn nhé, là con xe này là vành 27, vành inox, size vành 27. Đường kính bánh là 680 nhé. Rồi ok, bắt cái đèn. Đây. Đèn led. Nó có hai bóng nhé. Một bóng sáng ở đây, một bóng ở đây luôn. Các bạn nhìn cái hông, để mình quay này các bạn nhìn cái hông nhé. Mục đích của cái đèn hông này là mình đang đi ở giữa đường thì ở ngã ba, ngã tư vuông góc với mình thì người ta sẽ nhìn thấy cái đèn này rất an toàn. Cặp vỏ zin theo xe. Đây, bây giờ mình sẽ quay test cái chuyển động. Chớn của nó là rất ngon đấy, chớn của nó như vậy đấy. Con này thực chất, bên ngoài nhìn đẹp lắm, sơn cực đẹp luôn. Đó, chớn của nó thì nó sẽ còn quay. Đằng trước là thắng trước là thắng cùm ba mảnh, thắng sau là thắng bạc đạn côn bi. Đây mình để cái khung hình này, giữ khung hình này để các bạn nhìn cái dáng con xe này rất rất đẹp luôn. Đó. Đây. Đó, 0939 086 797 là số điện thoại của shop. Nếu các bạn mà ưng ý và chốt xe này thì gọi ngay số này cho mình, hoặc các bạn có thể chat Zalo thông qua số này. Số này mình có đăng ký Zalo. Zalo của mình không chặn người lạ, không chặn tin nhắn lạ, các bạn nhắn tin thoải mái. Các bạn không nhất thiết phải kết bạn nhé. Nếu như trường hợp Zalo đầy mình chưa xử lý được thì các bạn cứ để lại tin nhắn, chẳng hạn như xin chào hoặc tôi cần mua con mini màu xanh, ví dụ như là con này, mình sẽ hồi âm tất cả. Còn bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn các bạn ở những cái video mới nhất.